Bây giờ là 12 giờ trưa rồi nè, mà ngày nào cũng vậy, tới giờ này là trời mưa. Con gấu nó vừa chạy ra ngoài, bây giờ trời mưa chạy vô nè. Còn mấy cái sen đá của sen đá thì nó ướt đẫm hết. Nhà không có chỗ trồng, mà sen đá phá trồng thì phải chịu. Còn sen đá thì mỗi lần trời mưa xuống là cái chân nó bị nhức, tôi cũng không biết làm sao nữa. Có nhiều khi trời mưa buổi tối nó nhức sen đá ngủ không được luôn. Bữa hổm có mua cho ngoại cái máy massage chân, thấy xài cũng được, giờ mua thêm cái cho sen đá xài. Thôi để nó qua một bên đi, bây giờ vô tủ lạnh lục đồ làm đồ ăn ăn. Sen đá với mình hai đứa cũng đói hết rồi. Bữa nay trời mưa đâu có đi chợ được. Chiều hôm qua đi mua đồ về làm bún nước tương mà chưa kịp ăn, bữa nay làm ăn nè. Món này hồi đó dưới quê bà ngoại ăn chay bà hay làm. Bây giờ lâu lâu cái thèm. Cái quy định của mọi người cũng ngộ, ăn chay là không được ăn tỏi. Còn đối với hai đứa tôi thì khác, hai đứa tôi không có theo đạo gì hết. Miễn sao không có sát sinh, không ăn thịt, ăn cá là ăn chay đó. Bữa hổm tôi nghe vị sư dạy một điều rất là hay. Ví dụ mọi người bữa nay ăn cơm với tép đi, thay vì ăn 200g thì mọi người ăn ít lợi chút, 50g hay 100g gì đó, kho cho mặn lên, vậy cũng là ăn chay rồi đó. Hạn chế sát sinh này nọ là ăn chay. Rồi bây giờ tàu hũ với giá cũng xào xong rồi nè. Mình cho bún hai cái tô rồi cắt gao vô. Sen đá thì ăn gao không có được, khó ăn khó ở mắc mệt vậy. Rồi bây giờ mình cho cái tàu hũ xào lên nữa là xong. Nhìn cái tô của sen đá không có thấy thèm luôn á trời. Sen đá thì muốn chan cái nước xào này lên, còn tôi thì đâm một chén tỏi ớt để làm nước tương, chan vô ăn nó mới đúng bài. Sen đá là ăn cay không được nè, ăn gao ăn hành không được nè. Nhưng mà ở với tôi ép ăn dữ lắm, tới lúc này là chịu hết nổi rồi, ăn trong bếp luôn không kịp đem ra ngoài. Còn sen đá thì chuẩn bị tận hưởng, lấy nước cho vô cái máy massage, cũng như lần trước lần này mua người ta cho thêm bịch thảo dược, mình bỏ vô cái ngăn ngâm mọi người, rồi bật lên là xong. Cái máy này thì mình chỉnh nhiệt độ tùy thích. Bây giờ sen đá bật cái chế độ massage lên nữa, rồi vô ginh cái tô bún nước tương của mình ra, thọt hai cái chân vô. Nói thiệt tình chứ mua cái này cái kia tôi cũng ngán, nhưng mà cái gì cần thiết thì mình phải chịu, sức khỏe của mình là quan trọng nhất mà. Một cảm giác là vô mất. Thế mà lên ngâm ké, mới đậu hơi ngọt, ngọt quen. Trời ơi, mới đây hai gửi rồi. Một ngày có hai đứa cứ quần quần vậy đó.